Chiều 22 tháng 5 năm 2021, một lãnh đạo công an huyện Gia Lâm cho biết, cơ quan này đã huy động lực lượng phối hợp với các ban ngành tại địa phương thực hiện phong tỏa tạm thời tòa S202, chung cư Vinhomes Ocean Park, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội để phun khử khuẩn, điều tra dịch tễ và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khi tòa nhà này ghi nhận có ca nhiễm COVID-19. Theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm, các đơn vị liên quan thiết lập vùng cách ly y tế đối với tòa S202 trong vòng 21 ngày, bắt đầu từ 10 giờ trưa ngày 22 tháng 5. Ngay sau khi có quyết định, Công an huyện Gia Lâm đã triển khai chốt kiểm soát dưới chân tòa nhà để hạn chế tối đa người ra vào. Trước đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, người đàn ông 39 tuổi, trú tại tòa S202 Vinhomes Ocean Park, xã Đa Tốn, được xác định mắc COVID-19. Theo CDC Hà Nội, ca bệnh mới làm quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Tinh Lợi ở khu công nghiệp Lai Vu, xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Kết quả xét nghiệm khẳng định nhiễm SARS-CoV-2 ngày 22 tháng 5, mẫu xét nghiệm do CDC Hà Nội thực hiện. Lịch trình đi lại của bệnh nhân từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 5, chủ yếu là đi xe cơ quan cùng đồng nghiệp đến công ty. Sáng, trưa, chiều, bệnh nhân làm việc tại cơ quan, chỉ tiếp xúc với đồng nghiệp, tối về nhà, chỉ tiếp xúc với vợ con. Chỉ duy nhất ngày 12 tháng 5, bệnh nhân ở lại cơ quan không về nhà. Bệnh nhân có tiền sử tiếp xúc với F1 của bệnh nhân 4706 tại công ty vào ngày 10 tháng 5, tối về nhà chỉ tiếp xúc với vợ con. Ngày 15 tháng 5, buổi sáng bệnh nhân về thăm bố mẹ tại Diệp Nông, Hưng Hà, Thái Bình bằng xe riêng. Đến tối trở về Hà Nội, chỉ tiếp xúc với vợ con. Ngày 16 tháng 5, bệnh nhân đi ăn sáng tại quán Bún Ốc Bà Điền tại Vinhome. Sau đó có lái xe đưa vợ đi chợ bún ở Đa Tốn, Gia Lâm, sau đó về nhà, không đi đâu, chỉ tiếp xúc với vợ con. Ngày 17 đến 21 tháng 5, bệnh nhân tiếp tục lịch làm việc thông thường là sáng đi xe cơ quan cùng đồng nghiệp đến công ty, làm việc tại cơ quan, chỉ tiếp xúc với đồng nghiệp, tối về nhà, chỉ tiếp xúc với vợ con. Sau khi biết có người dương tính tại công ty, bệnh nhân đã khai báo với Trung tâm Y tế và được Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm lấy mẫu ngày 21 tháng 5 gửi CDC Hà Nội. Ngày 22 tháng 5, kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính SARS-CoV-2.